Và thưa quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục điểm báo, và trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ lựa chọn những bài viết, những đầu báo mà quý vị quan tâm để mang đến những thông tin đáng chú ý. Thông tin đầu tiên thì xin được chuyển đến quý vị một thông tin trên báo Tuổi Trẻ. Thưa quý vị, một trong những điểm sáng của nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh đó chính là đã có nhiều điểm gỡ vướng cho việc phát triển nhà ở xã hội. Ông Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc công ty Lê Thành, doanh nghiệp chuyên làm nhà ở xã hội, đã có những chia sẻ với tờ Tuổi Trẻ liên quan đến vấn đề đáng quan tâm trong bài viết được đăng tải trên trang 6 số báo ra ngày hôm nay. Xin được trích đọc cùng với quý vị. Theo ông Lê Hữu Nghĩa thì khoảng 80% những cái vướng mắc trong việc làm nhà ở xã hội, từ việc tạo quỹ đất, chấp thuận chủ trương đầu tư, hoán đổi vị trí làm nhà, quy trình thủ tục đã được gỡ nút thắt sau khi nghị quyết 98 có hiệu lực. Nút thắt đã được tháo gỡ rồi, cơ chế cũng đã khơi thông, vấn đề còn lại là cơ chế thực thi. Các cơ quan thực thi chính sách cần thúc đẩy nhanh thủ tục, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của người dân, của doanh nghiệp. Trao đổi cụ thể về những điểm nghẽn được tháo gỡ, ông Lê Hữu Nghĩa cho rằng có 4 điểm quan trọng. Thứ nhất, đó là quy hoạch chi tiết được lập đồng thời với việc lập đồ án quy hoạch chi tiết, rút ngắn thời gian rất nhiều so với việc làm tuần tự trước đây. Thứ hai, cơ chế cho phép thành phố được chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy hoạch chung và chỉ tiêu về hệ số sử dụng đất hoặc mật độ xây dựng theo quy định của pháp luật về nhà ở. Thứ ba, quỹ đất để làm nhà ở xã hội chỉ cần là đất hợp pháp, dù đó là đất nông nghiệp chứ không còn đòi hỏi là đất ở hoặc có quy hoạch đất ở hay không. Cuối cùng, thành phố phê duyệt quy hoạch bố trí quỹ đất nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại hoặc phê duyệt quy hoạch bố trí quỹ đất nhà ở xã hội ở vị trí khác. Cũng là câu chuyện về đất đai như là câu chuyện về đất rừng và phòng hộ. Đất ở, đất rừng sản xuất của người dân canh tác lâu nay ở Quảng Nam bỗng dưng bị đưa vào quy hoạch đất rừng phòng hộ. Và rất nhiều người dân không hề hay biết về sự việc này. Sự việc kỳ lạ trên xảy ra tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam được tờ Tuổi Trẻ phản ánh trong bài viết Nhà cửa bỗng thành đất rừng phòng hộ đăng tải trên trang 9. Theo Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh, hiện đang có 50-70 hồ sơ đất đai của người dân trong diện không thể giải quyết vì vướng quy hoạch đất rừng phòng hộ. Đa phần số này đều được bà con canh tác làm nhà ổn định từ trước tới nay. Một cán bộ xã Bình Minh cho biết chỉ tới khi bán đất, chuyển nhượng hoặc tách thửa, làm sổ, lên bìa thì bà con mới hay tin hồ sơ đầy đủ nhưng phải nằm lại vì dính quy hoạch rừng phòng hộ. Giờ đây mọi hồ sơ liên quan đều không được giải quyết, người dân mất nơi ăn trốn ở và đất trồng trong khi địa phương vẫn đang lúng túng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam cho biết, tình trạng xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để đưa ra giải pháp tháo gỡ. Cách thứ hai mà Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam đang đề xuất là sẽ thu hồi lại diện tích đất của bà con bị nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ rồi bồi thường theo quy định. Sau đó diện tích này sẽ được tiếp tục bàn giao lại cho bà con quản lý nhằm giữ rừng phòng hộ. Thưa quý vị, tình trạng thiếu đơn hàng vẫn liên tục xảy ra khiến cho các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất cầm chừng, cắt giảm giờ làm, thậm chí cắt giảm nhân công để duy trì sản xuất. Lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp vì thế cũng có xu hướng gia tăng. Tờ Đại Đoàn Kết thông tin trong bài viết Gia tăng lao động thất nghiệp được đăng tải trên trang 14. Giới chuyên gia đánh giá là lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng phản ánh tình trạng cắt giảm việc làm kéo dài từ giữa năm 2022 đến nay vẫn tiếp diễn. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đưa ra nhận định thực trạng thiếu đơn hàng xảy ra trên diện rộng và có thể kéo dài sang năm 2024, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu thuộc các ngành dệt may, da giày, điện tử, chế biến gỗ. Vì vậy, các doanh nghiệp phải sản xuất cầm chừng, việc cắt giảm lao động cũng có thể là giải pháp duy trì của một số doanh nghiệp hiện nay. Tương tự tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo thống kê của Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố, nửa đầu năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 64.800 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng hơn 2.700 người so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo tình hình lao động việc làm quý 2 năm 2023 vừa được Tổng cục Thống kê công bố cũng ghi nhận tình trạng lao động mất việc ở các doanh nghiệp vẫn tiếp diễn, có xu hướng chuyển dịch sang khu vực phi chính thức. Thưa quý vị, mô hình kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ timeshare phát triển rầm rộ trong vài năm gần đây tại Việt Nam và thậm chí từng được xem như là một giải pháp kích cầu du lịch trong giai đoạn hậu Covid-19. Tuy vậy, phản ánh đến báo Lao động thì nhiều người tham gia mô hình này khẳng định họ không được hưởng đúng quyền lợi như những hứa hẹn tư vấn ban đầu, đặc biệt là có dấu hiệu lừa đảo với một kịch bản tinh vi và trốn thuế. Các nội dung phản ánh và tố cáo đều cho rằng họ bị lừa đảo chung một kịch bản.
người dân đa phần là người già về hưu được mời gọi đến nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí, sau đó được mời chào đầu tư sở hữu kỳ nghỉ du lịch với cam kết không có nhu cầu nghỉ có thể cho thuê hoặc bán lại để kiếm lời. Tuy vậy, đó chỉ là lời của nhân viên tư vấn mà không hề được thể hiện trong hợp đồng. Nhiều người dân cho biết do tin lời tư vấn viên và bị thúc đẩy ký hợp đồng ngay trong sự kiện, trong trạng thái tinh thần không tỉnh táo, hợp đồng lại dài hàng chục trang chữ nhỏ nên bất cẩn chót đặt bút ký. Không chỉ tố dấu hiệu lừa đảo, hàng trăm chủ sở hữu các kỳ nghỉ còn đưa ra các bằng chứng, tố cáo các công ty trên có dấu hiệu trốn thuế khi không xuất hoặc chậm xuất hàng loạt hóa đơn. Các chuyên gia cho rằng các bộ ngành liên quan cần sớm vào cuộc kiểm tra thanh tra toàn diện với các doanh nghiệp hoạt động trong thị trường này, xử lý xử phạt nghiêm nếu phát sinh sai phạm, đồng thời chuyển đến cơ quan điều tra nếu thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Thưa quý vị, trong giai đoạn hiện nay, việc sửa đổi luật thuế tiêu thụ đặc biệt là chưa cấp thiết. Bởi lẽ doanh nghiệp vẫn đang trong giai đoạn phục hồi, ngành đồ uống cần một chính sách hài hòa giữa ba bên, nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đó là chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia Rượu Nước Giải Khát Việt Nam với báo Diễn đàn Doanh nghiệp trong việc sửa đổi luật tiêu thụ đặc biệt. Và đáng chú ý, theo ông Nguyễn Văn Việt, thời điểm này chưa nên tăng thuế ngành đồ uống. Lý do được đưa ra là các doanh nghiệp trong ngành đồ uống đang chịu thuế đặc biệt với thuế suất cao là 65%. Cùng với đó, các sản phẩm như bia rượu đã bị hạn chế quảng cáo, khuyến mại, tài trợ. Quy định tại luật phòng chống tác hại của rượu bia bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2020. Nghị định 24 năm 2020 về bia rượu, thuế tiêu thụ đặc biệt. Nghị định 100 năm 2019 về mức phạt vi phạm nồng độ cồn, quỹ bảo vệ môi trường và đề xuất cấm khuyến mãi, quảng cáo, tài trợ. Ngoài ra, giai đoạn hậu Covid-19, các ngành hàng nói chung đều cắt giảm lao động do đơn hàng giảm, người dân phải thắt chặt chi tiêu, việc đứt gãy chuỗi cung ứng do xung đột chính trị thế giới cũng gây tác động tiêu cực tới nguồn nguyên liệu của ngành đồ uống. Giá nguyên liệu vật liệu tăng từ 15 đến 30%.